Dạ, xin mời đoàn diễu chúng ta bắt đầu. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, mỗi ngày khi nhìn về linh mục dâng thánh lễ và mỗi khi quỳ cầu nguyện trong nhà thờ Thánh Lazaro Martino, thường suy niệm về thánh ý Chúa. Đâu là ý Chúa muốn cho chúng ta khi còn sống ở trần gian này? Không phải là chúng ta yêu mến nhau, bởi vì mọi người có một linh hồn giống hình ảnh Chúa hay sao? Martino thầm nghĩ, nếu tôi yêu mến người khác và khi tôi cố gắng làm cho người khác hạnh phúc, thì tôi thực sự làm Chúa hài lòng. Hạnh phúc cho tôi cũng chưa cho những ai được sinh ra trên đời này là để làm theo thánh ý Chúa. Họ sẽ được sống đời đời với người trên thiên đàng. Thật đáng thương biết bao những ai không nhận ra điều đó. Mừng thánh lễ Martino hôm nay, chúng ta cầu xin cho mọi thành viên Caritas Giáo hạt Sao Mới được luôn làm theo ý Chúa là phục vụ các anh chị em nghèo khổ, khuyết tật cần sự giúp đỡ của mình.
Giáo xứ Lam Sơn chúng con rất hân hạnh chào đón cha giám đốc, cha hạt trưởng và cha xứ Hợp An cũng như là cha phó xứ Lạng Sơn. Một tràng vỗ tay để chào mừng quý cha. Sự hiện diện trong thánh lễ hôm nay cũng có mặt của quý sơ rất là trân quý, với mái ấm cùng với các em khuyết tật và đông đảo các anh chị em trong các giáo xứ Caritas thuộc hạt xóm mới. Chúng ta mừng lễ Thánh Martino Boret như là một dấu ấn của tình yêu thương, để từ đây truyền cảm hứng và sức mạnh để chúng ta nhiệt huyết dấn thân phục vụ Chúa và giáo hội qua công tác, công việc Caritas của mình. Thánh lễ tạ ơn hôm nay, cha giám đốc Caritas sẽ chủ tế và mời quý cha, quý sơ và quý ông bà, anh chị em chúng ta hiệp dâng thánh lễ này. Con mời cha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Chúng ta vừa được giới thiệu và chúng ta hôm nay quy tụ trong ngày lễ chúng ta mừng kính Thánh Martino Porres, bổn mạng của Caritas Giáo hoạt Xóm Mới. Chúng ta cảm ơn cha hạt trưởng, quý cha linh hướng và quý cha đã tạo điều kiện cho anh chị em chúng ta trong giáo hạt này được phục vụ các anh chị em khó khăn trong tư cách là những người Caritas, anh chị em Caritas. Ở đây trong thánh lễ này chúng ta dâng thánh lễ cảm tạ Thiên Chúa, rồi cảm tạ các đấng đã cho chúng ta có cơ hội để phục vụ, và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện tất cả cho nhau để chúng ta cùng thực hiện cái công việc mà Chúa mời gọi chúng ta trong tư cách là người Kitô hữu nói chung, và đặc biệt trong tư cách là những hội viên Caritas công giáo hạt Xóm Mới này. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta chuẩn bị dâng thánh lễ. Chúng ta xin Chúa tha thứ những lầm lỗi của chúng ta, và chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho những anh chị em đã qua đời nữa. Giờ đây chúng ta xin Chúa tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh
và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương nguyện, xin Chúa thương, xin thương xót chúng. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã truyền dạy giáo hội Chúa phải tuân giữ giới răn cao cả là mến Chúa yêu người. Xin cho chúng con hằng biết noi gương các thánh chuyên lo việc bác ái mà thực hành những công việc bác ái, hầu được kể vào hàng chân phúc của nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Tôbia. Trong những ngày ấy, Thiên Thần bảo ông Tôbia và con ông rằng: các ngươi hãy chúc tụng Chúa Trời và tuyên xưng người trước mặt mọi sinh vật, vì người tỏ lòng từ bi đối với các ngươi. Bởi chưng giữ kín sự bí mật của nhà vua là một việc tốt, nhưng công bố và tuyên xưng các kỳ công của Thiên Chúa là một vinh dự. Cầu nguyện, ăn chay, bố thí thì tốt hơn là cất giấu kho vàng. Vì việc bố thí thì cứu khỏi chết, tẩy sạch tội lỗi
mang lại lòng từ bi và sự sống đời đời. Còn những ai phạm tội và làm điều gian ác thì là thù địch của linh hồn mình. Vậy tôi tiết lộ cho các ngươi biết sự thật và không giữ kín câu chuyện bí mật với các ngươi nữa. Khi ông than khóc cầu nguyện, chôn xác kẻ chết, bỏ cơm trưa và ban ngày giấu xác chết trong nhà, rồi ban đêm mang đi chôn, chính tôi đã dâng lời nguyện của ông lên cùng Chúa. Và vì ông đã được đẹp lòng Chúa nên cần phải có thử thách để thanh luyện ông. Đó là lời Chúa. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, đây là sứ điệp các con đã nghe từ ban đầu. Chúng ta biết rằng chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống. Vì chúng ta thương yêu anh em, ai không yêu thương thì ở trong cõi chết. Hễ ai ghét anh em mình đều là kẻ sát nhân. Và các con biết rằng mọi kẻ sát nhân không có sự sống đời đời ở trong mình. Do điều này mà chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa, là chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng phải thí mạng sống mình cho anh em. Nếu ai có của cải đời này mà thấy anh em mình túng thiếu, lại đóng cửa lòng mình đối với họ, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở trong người ấy được? Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lúc ấy thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống và các môn đệ đến bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại, vu khống đủ điều xấu xa. Các con hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho các con trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong một câu chuyện kể lại xuất xứ cái nguồn tin này từ hãng tin quốc tế cho biết, một thành phố ở Los Angeles có một người đàn ông đã cố gắng hết sức để ngăn cản người phụ nữ đang đứng trên thành cầu có ý định nhảy xuống sông tự tử. Sau hồi lâu giằng co thì người đàn ông ấy đã thành công thuyết phục được người đàn bà bỏ ý định tự tử. Và khách qua đường biết được điều ấy thì tỏ ra thán phục sự hào hiệp của người đàn ông. Nhưng lúc người đàn bà còn đang ngồi nghỉ mệt thì chính người đàn ông ấy đã giật chiếc túi xách của người đàn bà kia và bỏ chạy, biến mất vào trong hẻm. Thì ra lý do chính khiến cho người đàn ông ấy ra tay hào hiệp giúp đỡ người đàn bà là vì thấy cái giỏ với tất cả tài sản quý giá. Lý do xấu xa này được che đậy bởi nhờ một lớp vỏ tuyệt đẹp là lòng hào hiệp. Trường hợp này cũng giống tương tự như những người biệt phái thời Chúa Giêsu. Thái độ vô cảm, không có tình bác ái đối với người khác đã được che đậy bằng việc giữ giới răn trong ngày hưu lễ. Và Chúa Giêsu đã vạch trần bộ mặt giả dối và cho họ thấy rằng ngày Sa-bát con người được làm ra vì ngày Sa-bát cao quý và cần thiết. Ngay cả con bò, con lừa bị rơi xuống giếng cũng còn phải lập tức để kéo lên. Thế thì tại sao con người lại không được đối đáp bằng con vật? Tại sao những người Do Thái lại bắt bẻ Chúa về những việc lành Ngài làm để cứu chữa, để xoa dịu, để an ủi
nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh. Trang tin mừng chúng ta vừa nghe kể về tám mối phúc, là những nét đẹp rất cao quý, giá trị. Và chỉ con người có lòng tin, chỉ những ai cảm nhận được những gì vĩnh cửu, thiêng liêng thì mới biết đánh đổi, mới biết chọn lựa, mới biết hy sinh để những giá trị của mỗi mối phúc ấy trở nên sức mạnh và động lực để dấn thân và sống theo những giá trị của tin mừng. Một con người có tâm hồn quảng đại, yêu thương đồng loại ấy mà giáo hội cho chúng ta kính nhớ vào ngày mùng 3 tháng 11, riêng với Caritas gia đình giáo hạt xóm mới hôm nay chúng ta mừng trước. Ngài sinh vào ngày mùng 9 tháng 12 năm 1579 tại Lima, thủ đô của Peru, trong một gia đình với cuộc tình lén lút của người cha với người mẹ. Người mẹ da đen, người cha thì thuộc hàng quý tộc. Lúc đầu cuộc tình ấy tưởng sẽ mãi mãi bền chặt, nhưng không dè đâu sau khi bà Anna sinh được người con thứ hai là Đông Duyên thì đã bị loại trừ và xa tránh, và mẹ con Martino phải bỏ đi. Lý do vì ông thấy người con này da đen, có nhiều nét giống mẹ hơn là giống cha. Cho nên từ đó bà Anna đã phải sống một cuộc đời cùng cực đau khổ, cuộc sống thiếu thốn về vật chất, những nhu cầu tối thiểu. Nhưng cuộc sống ấy lại diễn ra ở trong một xã hội đầy tương phản. Một bên thì quá giàu, một bên lại rất nghèo túng, đầy dẫy những cảnh khó khăn có thể làm cho con người xa lầy và mắc vào những cạm bẫy tội lỗi. Nhưng rất may bà Anna là một người đàn bà, một người mẹ biết thương con và lại có tinh thần trách nhiệm. Cho nên mặc dù phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, bà vẫn để tâm giáo dục các con, cố gắng làm sao để cho các nhân đức được bén rễ sâu vào tâm hồn đứa con trước khi những thói hư tật xấu xâm nhập, chiếm hữu, làm băng hoại tâm hồn trong trắng của người con mình. Khi vào tuổi 15, Martino gia nhập dòng Đa Minh, ngày nay gọi là dòng, như là một dòng ba. Thầy thích làm những việc khiêm tốn đến độ đã được biệt danh là thầy chổi. Tại sao nhà dòng Đức Bà Mân Côi lại có những sinh hoạt công việc như thế? Ngài vẫn tiếp tục bốc thuốc và tỏ lòng bao dung nhân ái và như là một y tá của nhà dòng, thầy kín múc sức mạnh trong kinh nguyện, trong những hy sinh, những khiêm nhường, những chịu đựng, và luôn luôn sống đời sống đức tin cách mạnh mẽ nhờ kết hiệp với mẹ Maria trong việc lần chuối kinh Mân Côi. Trong dòng ngài cũng vẫn tiếp tục lấy tình yêu để đáp lại những sự khó khăn, những bất công, những khó chịu. Và một bệnh nhân có lần đã giận dữ với Martino, nhưng ngài đã êm ái để an ủi. Anh giận dữ thì dễ, nhưng lòng từ bi bao dung yêu thương mới là khó. Hãy
dùng những gì anh có được để sống và cảm tạ tri ân Chúa về cuộc đời, về hoàn cảnh của mình. Và Thánh Martino luôn luôn khiêm tốn để an ủi, để chia sẻ, không những chữa lành những vết thương thể xác nhưng mà còn chữa lành những tâm hồn cùng cực và có lúc như bế tắc muốn buông xuôi. Nói đến điều này, trong một lần họp lớp, có một anh bạn, có một cha cùng lớp cũng có một sự trùng hợp là anh ta cùng tên nhận Thánh Martino làm bổn mạng, và anh ta sống ở vùng sâu. Anh ta đi, ông cha đó đi nắng mưa làm việc nhiều cho nên đen đủi, và mọi người chọc là tại sao mà anh đen thế, thì anh ta mới nói rằng là da tôi đen nhưng lòng tôi trắng, nhà tôi nghèo, tôi dãi nắng nên đen. Có thể Thánh Martino cũng là một con người như thế, da đen đủi nhưng tấm lòng rất trong trắng, một sự nhiệt huyết, một lòng hăng say, và đã tận tụy phục vụ dấn thân để mở mang nước Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho từng thành viên trong hội Caritas. Lúc nãy con nghe cha hạt trưởng nói là cha xứ Lam Sơn chia sẻ, và con cũng đón nhận, sợ là cha giám đốc vì lý do xe cộ hay là đường xá thì khi ngài đến thì con cũng trình lại là để cha giảng cho quen, nhưng mà ngài nói thôi cha cứ giảng đi. Và con cũng thấy chắc ngài cũng đi nhiều nơi rất là mệt vất vả, cho nên là con xin mạo muội chia sẻ vài tâm tình trong thánh lễ hôm nay, để khi chúng ta chiêm ngắm và theo gương bắt chước sống của Thánh Martino Boret thì đời sống người môn đệ Đức Kitô là chính chúng ta có được niềm vui, có được sự bình an đích thực khi đã chọn Chúa là lẽ sống, là lý tưởng của đời mình. Cho dấu cuộc sống có gặp nhiều phong ba bão táp, có đen đủi khó khăn, nhưng vẫn một mực để dấn thân phục vụ Chúa và giáo hội. Xin Thánh Martino Boret bầu cử và nâng đỡ tất cả mỗi người chúng ta. Cộng đoàn chúng ta đứng để dâng lời nguyện ra. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta một điều răn mới là phải yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta. Trong tình yêu mến và cậy trông, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Hội Thánh có sứ mạng đem niềm vui và niềm an ủi đến cho nhân loại đau khổ. Chúng ta cùng cầu xin cho các công cuộc từ thiện bác ái của Hội Thánh xoa dịu được phần nào đau khổ của con người, đồng thời giúp những anh chị em chưa nhận biết Chúa nhận ra Thiên Chúa là tình yêu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Mỗi lần các con giúp đỡ cho các kẻ bé mòn này là các con đã làm cho chính ta. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn biết quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ đang sống chung quanh mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống đức tin bằng những việc làm cụ thể,
như siêng năng và sốt sắng tham dự thánh lễ, sống công bằng và bác ái với hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho tất cả các anh chị em trong ban Caritas được luôn có lòng bác ái, thương người như Thánh Martino bổn mạng, không vô cảm trước những cảnh đời neo đơn khốn khó, nhưng luôn nhìn thấy hình ảnh của Chúa ngự nơi anh chị em mình mà mau mắn phục vụ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha nhân ái, là đấng giàu lòng thương xót, xin cho chúng con luôn biết chạy lòng thương như Chúa trước những đau khổ, đói khát của tha nhân. Xin cho chúng con luôn sống bác ái để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa trên thiên đàng.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin chấp nhận của lễ hội Thánh Chúa dâng tiến. Này chúng con đang cùng nhau tưởng niệm tình yêu vô biên của con một Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Thánh Martino để lại. Nhờ đó, tình yêu của chúng con đối với Chúa cũng như đối với nhau ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng Chúa quan phòng kỳ diệu nơi các thánh, là những đấng đã tận hiến cho Đức Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa,
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Giuse, Đức Cha Louis, giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các thành viên trong Caritas của giáo hạt, những người ân nhân, những thành viên hoạt động còn sống cũng như đã qua đời. Xin Chúa trả công bồi hầu cho quý cha giám đốc, quý cha đồng hành và tất cả các anh chị em trong gia đình giáo hạt, hạt Caritas, giáo hạt xóm mới. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lai, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kín thuộc chúng con đã ly trần. Trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng như Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, Thánh Giuse cùng với Thánh Martino và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh danh ta sáng, được thay đổi đến vì ta thể người lãnh mục như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ thánh lễ chúng con vừa hiệp thông, Chúa đã cho chúng con thêm sức mạnh. Xin giúp cho chúng con noi gương thánh Martino mà sống với Chúa cho trọn tình con thảo và sống với nhau cho vẹn nghĩa anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Con xin phép đại diện cho Caritas giáo hạt Xóm Mới. Kính thưa cha giám đốc, cha Vinh Sơn giám đốc Caritas tổng giáo phận. Kính thưa cha Doan Bautista hạt trưởng giáo hạt Xóm Mới và là cha đồng hành Caritas. Kính thưa cha chánh xứ Lam Sơn. Kính thưa quý cha đồng tế. Kính thưa quý sơ, quý hội đồng mục vụ Lam Sơn và quý khách. Trong tâm tình yêu mến và biết ơn, con xin phép đại diện Caritas giáo hạt Xóm Mới chân thành cảm ơn cha giám đốc, cha hạt trưởng, cha sở Lam Sơn, quý cha đồng tế, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, quý khách đã hỗ trợ, giúp đỡ và hiện diện dự lễ cầu nguyện cho Caritas giáo hạt Xóm Mới. Kính thưa quý cha, quý sơ và cộng đoàn phụng vụ, Caritas giáo hạt Xóm Mới đã có từ năm 2011. Dù khi đó còn rất là ít, cho đến nay Caritas đã có mặt trên 13 trên 15 giáo xứ. Dù giáo xứ có nhiều, giáo xứ có ít, nhưng mà chúng con vẫn nỗ lực làm việc trong cái phạm vi hạn hẹp của mình. Được sự khích lệ và đỡ của cha sở, anh chị em Caritas cùng các hội đoàn trong giáo xứ đã làm những công việc bác ái mà cha sở phân công. Dù còn rất khiêm tốn và hạn chế, nhưng chúng con làm trong với tất cả tấm lòng yêu mến mà chúng con được hướng dẫn giảng dạy. Kính thưa quý cha, năm nay chúng con được phép cha đồng hành và sự giúp đỡ của cha sở và hội đồng mục vụ giáo xứ Lam Sơn tổ chức thánh lễ kính thánh Martino bổn mạng và giáo hạt. Cùng mừng kính hôm nay có giáo xứ Hà Nội và giáo xứ Lam Sơn. Vì yêu thương và quan tâm, quý cha đã hy sinh hiện diện dâng lễ cầu nguyện cho Caritas hạt. Sự hiện diện của quý cha, quý sơ và cộng đoàn là niềm vui và là nguồn động viên rất lớn cho Caritas giáo hạt Xóm Mới. Con xin đại diện cho anh chị em cảm ơn cha giám đốc, quý sơ văn phòng Caritas tổng giáo phận vì là luôn đào tạo, tổ chức và là nguồn hỗ trợ đắc lực cho Caritas hạt về nhiều phương diện để từ đó công tác bác ái xã hội được thực hiện thiết thực và hiệu quả để giúp đỡ người nghèo trong giáo hạt. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con cha đồng hành rất đặc biệt. Ngài luôn là nguồn khích lệ, là sự nâng đỡ động viên Caritas giáo hạt trong mọi công việc bác ái mà chúng con làm với nhau hoặc làm với tổng giáo phận. Trong ngày lễ bổn mạng hôm nay, thành viên Caritas giáo hạt chúng con xin được chân thành cảm ơn cha hạt trưởng một cách sâu sắc. Xin quý cha tiếp tục nâng đỡ khích lệ Caritas trong hạt để nhờ đó mỗi ngày thêm phát triển, trưởng thành và thêm lòng nhiệt thành yêu mến phục vụ người nghèo trong giáo xứ. Xin được chân thành cảm ơn quý sơ, quý đồng mục vụ, quý khách, ca đoàn Tô Ma Thiện, anh Lợi và ban nhạc, anh Vinh MC, quý vị ân nhân, anh chị Hùng Hưng, các em lễ sinh, các cháu bên trường chuyên biệt Hoàng Mai đã dự lễ và cầu nguyện thật xuất sắc. Đây là món quà rất là quý mà cộng đoàn dành cho Caritas giáo hạt Xóm Mới. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Con kính chúc quý cha, quý sơ, quý khách luôn dồi dào sức khỏe. Xin Thiên Chúa ban buôn lành trên quý cha, quý sơ và mọi người để chu toàn công việc mà Chúa trao ban. Một lần nữa con xin chân thành cảm tạ. Kính thưa quý cha, hôm nay chúng con có những vị khách đặc biệt là các sơ nữ tỷ thánh thể và các em trường chuyên biệt Hoàng Mai. Xin các em đứng lên cho các cha thấy mặt. Và đến cầu nguyện cho chúng con và lát giúp vui văn nghệ. Con hết lòng cảm ơn quý sơ và các cháu.
Và giờ đây con xin cha giám đốc cho chúng con đôi lời huấn từ. Kính thưa cha hạt trưởng, kính thưa cha đồng hành, quý cha xứ và quý cha, những lời của vị đại diện thì chúng con cũng thấy là diễn tả tâm tình của tất cả mọi người chúng ta ở đây đối với các vị chủ chăn đã tạo điều kiện cho Caritas của giáo hạt sống mới chúng ta trong công việc hoạt động đã đành và trong công việc phục vụ của anh chị em tại các giáo xứ của mình. Còn nhiều công việc chúng con cảm thấy được rằng chúng con chưa có thực hiện được. Tuy nhiên là chúng con cũng vẫn cậy trông vào sự quan phòng của Chúa, nâng đỡ của Chúa và sự hướng dẫn của quý cha. Vậy xin ở trong cái dịp này rất là quý hóa này, chúng con được quy tụ lại. Tuy nhiên không phải là tất cả, nhưng cũng có được một số. Với tâm tình biết ơn, chúng con xin đại diện cho tất cả một lần nữa xin cảm ơn quý vị chủ chăn ở trong giáo hạt sống mới này và xin tiếp tục nâng đỡ. Và xin anh chị em chúng ta với sự nâng đỡ của các đấng, các bậc ở trong giáo hạt, chúng ta nỗ lực, cũng anh chị em cũng đã nỗ lực rồi, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng thêm để chúng ta đáp ứng lại cái nhu cầu của công việc mà chúng ta được mời gọi để phục vụ. Và cụ thể như trong thời gian này chúng ta cũng hướng về những nơi anh chị em của chúng ta đang bị lụt lội và nhiều tai ương ở vùng miền Trung. Tất cả những cái công việc này thì chúng ta thấy là đây là một cái sự chia sẻ mà chúng ta cần phải hướng về, không phải chỉ là về vật chất, nhưng mà chúng ta hướng về anh chị em của chúng ta đang gặp khó khăn đó với lời cầu nguyện. Trong thời gian vừa qua thì Caritas, văn phòng của Caritas thay mặt của anh chị em cách đây gần một tuần lễ thì đã đi thăm các nơi, một số nơi trong 3 ngày, ở một số nơi ở miền Trung bị lụt lội. Và trong tình trạng đó nước lên rất cao, và anh chị em chúng tôi cũng đã chuyển một số những quà tặng của anh chị em chúng ta ở đây đến với những anh bà con trong cái hoàn cảnh đó. Và gần đây thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm đó là anh chị em cũng đã, và nhiều người khác không chỉ là ở trong Caritas, thì cũng đã hưởng ứng việc phụ nâng đỡ cũng như là chia sẻ đối với những anh chị em ở vùng lũ lụt, với số ngân khoản cho đến giờ này thì tổng cộng vào khoảng hơn kém 6 tỷ. Thì những cái số tiền này cũng sẽ chuẩn bị để chuyển đến cho những anh chị em, những bà con ở bên ngoài, bên cái khu vực mà bị lũ lụt đó. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho nhau và đặc biệt cầu nguyện cho những anh chị em ở trong đang trong hoàn cảnh khó khăn đó. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý cha và tất cả anh chị em chúng ta đã tham dự ở đây. Quý sơ cũng đã bỏ ra dành thời gian giờ cho chúng ta, và chúng ta cùng cố gắng để phục vụ anh chị em chúng ta một cách tốt nhất ở trong khu vực của mình đã đành và ở những nơi còn đang gặp khó khăn. Xin cảm ơn quý cha và tất cả công đoàn. Giờ đây chúng ta đứng lên để xin Chúa chúc lành cuối lễ. Chúa cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.